chuỗi dự án Tết Hạnh Phúc về miền biên giới nằm trong chủ dự án Tết Hạnh Phúc do Công ty Sen Vàng và Câu lạc bộ Suối Mát Tự Tâm phối hợp tổ chức, hoạt động đang lan tỏa đến nhiều tỉnh thành và vùng miền trên cả nước. Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã thực hiện chuyến thiện nguyện thứ hai tại biên giới Tây Ninh trong chủ dự án Tết Hạnh Phúc Cô đã mang đến 200 phần quà và trao tặng một căn nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại đây. Đến nay, Bảo Ngọc đã thực hiện hai chuyến thiện nguyện tại vùng biên giới. Được biết đây là dự án mà cô rất tâm huyết và ấp ủ với mong muốn giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kết thúc hành trình Tết hạnh phúc, Hoa hậu Liên lục địa Bảo Ngọc đã chứng minh danh hiệu người đẹp nhân ái của mình, đồng thời cũng thể hiện hình ảnh một trái tim ngoan cường nhiệt huyết đầy bản lĩnh, xứng đáng là Hoa hậu quốc tế.